Ê, hôm lên em nay này một con game mới nữa, game là One More Guess, What Could Be Gần. Game này là hình như là của anh em hàng xóm chúng ta đây. Hình như là của anh em hàng xóm chúng ta này, hỗ trợ chỉ có 5 ngôn ngữ lớn trên thế giới thôi. Game này thì tôi theo dõi cũng khá lâu rồi, giờ mới có thời gian rảnh vô chơi. Cùng thời điểm này năm trước á thì ra bản Early Access, còn mới gần đây tầm 2 tháng trước thì ra phiên bản đầy đủ. Một con game thẻ bài mà dạng tên bay. Cái đoạn này là nó dựng như anime rồi. Đây, giờ mới bắt đầu vô game đây nè, hơn 1 phút. Giờ thẻ bài nên đánh đánh là nhìn cũng khá lỗ map đó nha. Bên mô gây là một cái thể loại roguelike giết bui. Đồ họa thì trông cũng ổn map hết đó, tông màu rất là đẹp luôn. Mấy cái thẻ bài thì rất là đơn giản chuột ngoan, thiết kế theo cái tông phẳng rất hiện đại nè. Thôi giờ vô thử game coi sao. Sao mà im ra ta? Khẩu cứng có vấn đề thiệt rồi. One more game. Anh em thấy chữ mà nó có vượt quá không? Nó có vượt quá tại vì tôi tải thử cái bản mà vượt quá nhanh, vượt quá thô á của cái hội mê vượt quá.com nè. Thì nó chỉ là thay đổi thế cái dòng chữ vô thôi, chứ thực ra không phải là dịch rất là tỉ mỉ đâu, dạng như nói đơn giản là rút nguồn dịch đó. À, bật lên thì nó chạy tương đối mượt hơn, vì bật vi sinh đi không có màn hình rung. Nhìn sơ sơ thì dịch này cũng khá nổ, có chữ mặt sau là chữ bắt nè. Thì tôi mới tải thử cái đó chưa có chơi lần nào hết nên giờ vô thử lại. Cánh đồng là ngay cái lộn bắt đầu vô chơi á, vô tới thử cái bản gì quá còn sao thôi. Ogobo là phải bấm nữa, như một cái vị tinh tú trên trời cao vậy. Rồi từ đây Ogobo đến với tôi, đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ sớm được tái hợp. Chúng ta chúng phải chúng tôi thôi nha. Ngừng cố gắng làm điều không thể, cái này là dòng chữ xanh, chắc là của nhân vật nào đó phản diện rồi đó. Ngươi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy lần nữa. Ngươi là của ta. À, nguyên cái hành tinh xanh này nó phản vô mình luôn. Đây, mấy cái dình từ 2, 4, 6, 7. Có một cái cổng là một cái vụ nổ là One More Guess á. Có khi mình chu du qua hàng vạn thế giới vì một cô gái. Ủa, còn sót những cái màu sáng sáng nè. Có tiếng động gì ở ngoài đó, tôi đã thấy một tia sáng. Nhanh kiểm tra nó xem. Thì dịch cái này thì đương nhiên mình phải dịch lại lần nữa rồi. Đây, tôi mới vô thử từ tới đây thôi. Ủa giờ vô game đó à?
đánh đập cái khiên Savo là sự tức giận mắt tôm. Kiểu này chắc phải để lại tiếng Anh chơi quá. À, di chuyển bằng cách đứt chuột. Cái gì đấy? Con này con gì? Con chuột chứ con nhện. Các cái thẻ trong tay mình sử dụng để đánh bại đối thủ. Thẻ màu đỏ thì... À, thẻ đỏ là thẻ tấn công, thẻ xanh là thẻ phòng thủ. Màu này màu xanh đó hả? Còn cái thẻ màu xanh lá này, gọi là màu chàm đi. Màu dương, màu chàm, màu đỏ. Cái thẻ này dạng là cái thẻ boost. Rồi ok. Đây là cái chất lượng thẻ phía trên. 7 thiệt hại đến đối thủ đầu tiên. First enemy. Mình có 6 cái ô trên đây. Thì mỗi cái số thẻ ở góc trên bên phải này sẽ tốn 1 điểm trên này. Khi điều này xảy ra thì kết thúc lượt. Trên mỗi lượt của bạn sẽ mở phá một đơn vị. Là làm sao ta? Không hiểu cho lắm. Thì bây giờ mình bêm hai con này. Nó có 7 thủ 21 báo gì châu gì gì. Sự tức giận tăng một thẻ là sao ta? Hai con này thì chưa đánh đâu nên chưa cần bút khiên. À, tăng đam. Không không không. Nếu như mình tăng 4 đam cho một thẻ mà lại tốn một thẻ thì thà mình đánh 7 gái 2 lần. Nên bút, nên bút. Một con. Hết lượt. Đến lượt đối thủ. Tool đó, chữ tool mở dịch ra chữ ghẻ nè. Khoan khoan khoan. Đầu tiên là một hành động luôn là người gần gũi nhất với Oppo. Là sao ta? Khó hiểu quá, đọc tiếng Việt mà cực kỳ khó hiểu luôn. Hành động, à sau mỗi cái quay nè, là mình sẽ thêm một lót cái bài nè. Thì tốt nhất mình nên kết thúc nó trong 3 cái quay đi, để tối ưu nhất. Biểu tượng hiển thị ở trên là hành động đó. Rồi 8 câu giáp thì cái này biết rồi. Làm nặng thiệt hại hay sử dụng thẻ phòng thủ. Rồi nó sẽ chém mình 11 đam thì mình đút hai cái này vô được 10 đam. Mình có 4 cái lận. Đút vô cái này thì nó lên 9. Bây giờ thì mình đánh nó được 4 cái. Trước tiên là xài hai công đi. Rồi hai thủ thôi. Chơi an toàn đi, mình sẽ mất một máu. Nó đánh vô thì còn 99 máu. Bây giờ nó sẽ 5 công 5 thủ không? À cái lá này là đánh AOE. Đứng đi, đâm đam vô. Rồi, mũi. Khi bạn đổ đầy cái thanh này nè. Cấp độ Opgo sẽ ra mắt một sự tàn phá hoàn hảo đợt tấn công. Rồi, tức là mình có thể như dạng như là cái ulti max vậy. Xài ulti một lần là xong hết. Ok, cũng dễ hiểu, tương đối đơn giản. Mình nhận được một cái gì? Cộng 3 HP khi bắt đầu một cuộc chiến. Giống như là hồi 3 máu thôi, nhưng mà thực sự không nhiều. Cái chỉ số máu mình tới 100 lần. Nhất là so với mấy con game khác á. Cái chỉ số máu nó khoảng là 30-40 thôi. Thì lúc đó là mình cộng được 3 máu á, thì nó rất là tốt luôn. Còn con game này, cảm giác cái màn hình nó tối tối thôi. Đổi thử tấm hình nền này.
Nó vẫn khá là sáng mà ta. Nếu như so với mấy con game khác á, mình chỉ có khoảng 20-30 máu thôi, thì cái cộng 3 máu này nó gần 10% là rất là ngon. Mình có chỉ số gọi là ca map là tiền nè, có thể được sử dụng chưa kim độc đó. Rồi mấy cái đó để từ từ tìm hiểu sau, mình mới đấm con này nãy nè. Bây giờ có hai cái lựa chọn là trên hoặc dưới. Mình nên đi cái mình chưa biết đi. Cái chấm hỏi thì tất nhiên nó là cái sự kiện ngẫu nhiên rồi, nên thành ra nó sẽ là... Ủa? Thành ra nó sẽ hỏi rất là nhiều luôn. Nên sau này mình chưa gặp thì sau này mình cũng biết. Nó chậm hết tiền của mình rồi, nó chuẩn bị chạy kìa. Mày chạy ra. Cái gì? Hồ sơ là cái gì? Bông là cái bộ bài của mình. Kamat. Tinh thể waifu. Kinh nghiệm. Ngực. Ông nội nào dịch vậy? Biết từ quái vật á. Quái vật Eucalypt. Cái màu vàng này là chắc đánh mấy con boss elite nè, hoặc là làm cái gì đó. Con cù á. Chơi luôn. Con cù nó chịu hồi con chuột. À, nó tăng boost. Vậy là sau cái tool này nó sẽ boost 10 giáp. Mười tám năm, ôi vãi ơi. Mình buộc phải cắt con đó, mình không muốn đánh nó là không được. Chính giáp, giáp của mình qua một tool là nó mất ngay. Mất hai máu nữa. À đây, ulti của mình đây. Ulti mất. Ngon. Ngon. Cái ulti 30 đam là mạnh phết đó chứ. Không thấy thường đâu. Cái gì đây? À, chọn một cái lá bài phần thưởng. 20 đam một kẻ thù nhưng mảnh tốn 2 điểm, còn cái này 12 đam đánh tất cả kẻ thù. Chọn cái này. Tại vì nãy giờ ít nhất mình gặp á, luôn luôn là hai con. Nhưng mà tí nữa đánh con boss này á, tôi không biết là một hay hai thôi. Game thẻ bài này cũng tương đối đơn giản. Ai đấy? Dừng lại. Mày nghĩ mày đang đi đâu? Dừng lại, ngươi nghĩ ngươi đang đi đến đâu, nhóc? Ta đã thấy, không phải là loại dễ nói chuyện đúng không? Mày không phải đến đi đâu cả. Sao những gì mày đã làm đến ngôi làng mình là sao ta? Chưa có cốt chuyện với anh nha. Chưa rõ ông này là ai. Nhưng mà tôi đầu là ông bốt 20 thủ là ông toan với tôi rồi. Chính đam á, chính đam thì mỗi thôi.
Cái gì? Cái này là cái gì? Tăng một đồng minh là sao ta? Thần thánh thì chỉ xài được một lần thôi, nên để dành đi. Có khi nữa gọi đệ ra. Thì nó tăng lên 600. Nó đánh mình 15 đam. Mình có cái lá ưu tư rồi. Mình thủ thì chỉ có là 9 với 5 14 thôi, coi như là mất một máu đi. Ủa sao ra 17 rồi? Ulti. Ủa? Tôi vừa boost tới mười mấy thủ mà ông đánh có 15 đam, ông đòi giết tôi. Hư cấu. Ông nổi đép hư cấu. Bắt buộc mình thua đến cái mức đó luôn. À, lên cấp thì mình sẽ nhận được cái thẻ bài mới. Gây chón. Mục tiêu đầu tiên 3 điểm. Cái lá đó thì chỉ dùng cho một số cái trường hợp cái con quái nó đánh mình quá nhiều đam thôi. Mà nếu như có cái mục tiêu đầu tiên đó, thì tí nữa cái bộ bài của mình thế nào cũng sẽ có những cái lá mục tiêu phía sau lưng rồi. À, ông nội này là Gia, đang bị bà chủ quán chửi nè. Gia, anh nghĩ lúc đó đang làm gì thế? Tại sao đối xử với thằng nhóc như vậy? Tôi không có sự lựa chọn. Nó thôi phá vỡ giáp và chạy đi. Giáp hình như là cái cổng đó. Đừng sợ, anh ấy không muốn làm bạn bị thương đâu. Nếu mày di chuyển tao sẽ đấm mày lần nữa. Để tiếng Anh thì nó có khi dễ hơn đó. Thôi đừng có hô báo, vài level nữa coi đập ông bây giờ. Hồi nãy đép không can thiệp là ông nằm dưới tay tôi rồi. Để anh ấy thư giãn tí đi. Anh dạo này thế nào? Đừng có nuông chiều, nó thổi phá quỷ giáp nhớ chưa? Thôi. Không có nói chúng ta sẽ bị cắt đứt khỏi phần còn lại của thế giới. Là sao? Cái cổng nó dùng để đi qua đi lại hả? Thấy nghiêm trọng như thế nào chưa? Nghe lời tôi đi nhóc. Nhưng không phải là cái điều dễ dàng để làm được đâu. Tôi sẽ đến. Tôi sẽ đưa Dojo đến các nhà trọ gặp tôi đó khi bạn đã hoàn thành. Hưu đi. À, Hưu đe xong chuyện. Ông đó sẽ đưa Dojo đến cái nhà trọ, còn mình thì xong cái chuyện với em Hưu đe này thì đi tiếp. Cô ấy à? Ôi vãi. Cô ấy. Si kìa, nó dùng đúng từ si luôn kìa. Là không phải cái tool nó dịch tầm 7 nha. À, cái em hồi nãy đứng đây á, là giữ kín cho mình cái chuyện mình phá vỡ cái cổng đó. Nói chung là từ xuân đi kìa á. Rồi, không cần giới thiệu đâu. Tôi là Obugo. Tôi là Hugep. Người thiếu kiên nhẫn hồi nãy là Gia. Đây, nên đi gặp cô ấy nếu bạn cảm thấy tốt hơn. Có đồ đạc gì cho em không chị ơi? Đây, mình vô làng rồi, đẹp ha. Ngôi làng là một nơi rất là an toàn. Ở đây mình có thể sử dụng mà các cái cửa hàng để nâng cấp thẻ hoặc là mua thẻ mới. Cái ngôi làng sẽ có một cái cổng như thế này. Muốn đi đâu thì đi qua cái cổng ở giữa làng. Làm tấm hình. Cổng này đi được không? Trên này có Cuba nè. Cuba Kai. Bên này là cái gì? À, nhà trọ. Không, người không muốn. Đổ thánh. Cái ly rượu, gương. Cái bộ áp set này thì game tôi nó cũng có đó nha. Hello, cuối cùng người đã đến đây. Nghe này đứa nhỏ.
Tôi sẽ sẵn sàng bỏ qua nó nếu như mà cậu chịu làm sạch mớ hỗn độn của mình. Thu nhập cái gíp và cái giáp đã bị mất. Cái giáp là mấy ký tự trên cái cổng nãy á. Cái cổng nãy nó có 4 ký tự không? Thì lúc nãy mình vô là nó bay mất 3 cái à. Còn một cái góc trái dưới à. Đơn giản, nhìn sao phải đi khỏi đây để tìm thấy chúng. Đó, rất là nghiêm túc nha. Đây là nơi của chúng tôi, đưa vô vào đi. Ở có ngực thiệt nè, có khe ngực nữa nè. Cái gương này dạch cái gương ở ngoài cửa nãy luôn. Mấy cái ông làm áp set game này hơi bị lười nữa nha. Cái áp phích này cũng vậy nữa nè. Đây có thể giúp mà nâng cấp trao đổi kỹ thuật nữa học nè. Nếu như có 4 đam thì tại sao mình phải mua cái thẻ này? À, mình có thể đánh con này để nó đi ra ngoài sao. 14 thủ. Không, cái lá này khá là cùi. Cái lá bút này nó bút 7 điểm nha. Bút 7 điểm là ngang một lá công như thế này rồi. Tức là có thể dùng được trong rất nhiều trường hợp luôn. Cái lá này thì rút xuống bớt được 2 điểm. Còn Ultimax gấp gửi đam luôn. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ nên bút cái lá này lên trước. Cái lá này dù sao này dùng vô cái gì nó cũng có tác dụng hết. Chỉ là mình dùng cái điểm màu xanh này. Còn cái điểm màu vàng thì để mua bài mới. Ủa mình nâng rồi mình mua cũng được nữa hả? Còn lá này mình nên mua không ta? Chơi luôn 3 lá bút. Rồi bye anh, em đi lấy mấy cái cổ ngữ gì cho anh đây. Ủa bye chị chứ nhầm. Cái này thì tí nữa chắc tôi nghĩ là mở đó. Có cái lò gàng nè, là cái nhân vật của mình trong cái phần hồ sơ đó. Đó có cái phần trang bị gì nè, thì tôi nghĩ chắc là ở đây. Mấy cổ ngữ này nhìn cũng đẹp quá ha. Đây hồi nãy mình vô là làm bay hết 3 cổ ngữ luôn rồi, chỉ còn cái này thôi. Ê gạn nứt là cái gì? Hoàn thành cái cốt truyện đầu tiên thì để mở phá cái chế độ gạn nứt. Mà tôi nghĩ game này nên để về tiếng Anh chơi thì nó dễ hơn á. Nhưng mà để tiếng Việt cho anh em theo dõi. Coi chừng, cảnh báo là đứa nhóc này. Cái con Goblin hả? Là Goblin với mà cái bong bóng tròn chơi chữ đó phải không? Cái con Goblin thì gần đây chúng đều bắt đầu xuất hiện ở gần đây. Nó thì không phải an toàn để đi gần đây, ngay cả đối với một người già như tôi. Tôi phải tự hỏi tôi đang làm gì ở đây. Già lắm cẩm hay về nhà ông ơi. Em trẻ nhưng mà em nhân vật chính của con game. Cháu chứ. Nên ông đừng có lo. Cứ để cho cháu lo. Cụ bà với nó. Con này nó bút rất là kinh nha. Hồi nãy có lá đẩy á. Giờ tôi mới nhận ra tác dụng của lá đẩy, để đẩy con này về sau. Chết, chết rồi.
mình sẽ bút vô lá này luôn, hết tôn á thì cái tôn sau mình vẫn còn đó, mình không có phải bút lại lần nữa. Ủa cho mình đây trừ 5 máu. Bây giờ mình thấy chứ anti được nè, anti là coi như là chết luôn con về sau đi. Con về sau thì nó còn đúng 30 máu à, nên mình sẽ quýt con này. Con sáu á, đánh con sáu á, đừng có đánh con cùng nha. Lũ đạn nó đánh con cù kìa. Mười hai máu à, 12 máu thì cưng bay luôn đi. Hai thẻ tăng liên tiếp. Cái thẻ này phải thẻ tăng không? Ê. Cái hộp gương này hồi nãy là mình chưa mở được cái gì hết, chưa biết nó là cái gì luôn, nên đi thử. Cũng được, thêm khá là nhiều tiền á, chứ không phải ít đâu. Ba con, ba con chuột gọi là BC á. Nó là 14 cộng với 6 là 20 à. 20 lá này mình 21 đam, nên bây giờ không cần giết nó vội. Cứ bút một cái thủ luôn mất, đỡ mất một máu đi. Đó. Bây giờ mình phá giết con đầu. Không, phá luôn cái lớp thủ mới giết nó. Một con nè, con này thì 20 máu, 20 máu là mình đẩy 4 lá là giết nó nữa, nhưng mà nếu vậy giết nó trước đã. Thủ đi, thủ thì mất 4 máu à. Còn nếu như mình giết nó luôn thì mình mất tới 6 máu rồi. Nên chấp nhận thủ. Một con, hai con, vừa đủ ok. Nói chung là mất có vài máu thôi. Cái này phải tool thứ 3 mới xài được. Và cái độc này thì chắc mỗi tool nó cũng một độc thôi. Ủa mình đi sao mà gặp cái gương nữa ta? Tôi muốn đánh hai con màu vàng luôn, để tối ưu cái bộ bài mạnh nhất có thể. Trời ơi nó dài. Cái này cùi nha. Hồi nãy mình được tới 3 HP rồi. Chỗ này nó gọi hai con á. Elite cùng ưu tú bãi chiến đấu nó đánh 28 đam.
da, đi da. Máu quá à, không ổn à. Kiểu này phải gần 2-3 lần nâng cấp hết cái dàn bài của mình đó. Chó thì nó mất cái khiên ta. Mình chơi hết dàn này cũng chỉ có 5 quân thôi. Phí quá, bỏ được không? Không muốn xài. Rồi nó bắt buộc phải xài. Để xài đi, lấy hai lá độc. Mất một máu nữa trời. Cái sao là cái gì? Bất khả chiến bại luôn. Bây giờ giết con người sao trước nè. Ủa? Rồi trừ 7 à, nãy đọc ra trừ 8. Đọc chết, đó. 16 đam. Vậy thì tôi chơi thủ thôi. Hai mươi ba là hai này vừa đủ luôn. Mất hơi nhiều máu. Bạn có thể ghét một cái lá bài quái vật. Khi mà mình nhận được cái quà này, cái thẻ bài này, có lựa chọn với hai đề xuất. Nếu như mình không muốn cái thẻ nào hết, mình có thể bỏ luôn. Được, nó có hiệu quả là đẩy mục tiêu đến vị trí cuối cùng nè, rất là ngon luôn. Lấy luôn cả hai được không? Nó màu xanh thì thấy nó ngon hơn rồi đó. Đây, bắt đầu đánh boss Elite nè. Game này hay phết đó nhá. Đơn giản nhưng mà thú vị, cốt truyện nó cũng có nè. Mình sẽ đập mấy con này, để con ngu tú nó lên đầu. 12 thủ. Trời ơi. Không ra nó bài bút hả trời. Chấp nhận mất 16 máu.
bây giờ đánh nó 7 máu thì nó còn 21. 21 tuần sau nó boost lên thì cái cục này của mình nó hạ xuống cũng được. Mình có thêm 7 đam nữa. Thôi chết rồi. Đúng độn trời, mất hai cái bút đá này mới đúng nè. Đẩy con này ra sau đi. Tụi này con này nó hẻo rồi. Giữ lá bút này lại đi. Rồi bơ vẹt xuống. Bảy máu nữa đó, hồi lại cũng không mất nhiều máu. Cái này là lá bài quái vật không? Nếu mình chơi thẻ này đầu tiên thì mình nhận được 9 giáp. Tức là 9 công 9 giáp thì so với 77. 7 năm mình boost thì vẫn có lãi hơn tí. Nhưng mà nó tốn 2 điểm lận. 2 điểm nếu như mình chiên về boost không thì lấy tiếp lá này đi. Cái gì ấy? Thần thánh hả? Thần thánh mình chưa có lá nào hết. Nhưng mà giữ nó thì cũng ngon. Tức là mình mới vô có 3 cái ô này á, mình chơi thần thánh thì nó rút lại một ô rất là mạnh luôn. Anh em nhìn mấy cái cổ ngữ này nó có là bốn góc nè, hình vuông, hình tròn nè, hình ngũ giác nè, hình lục giác nè, nên cái nào là thay thế vô cái đó thôi. Rồi đi tiếp. Ủa mình đánh nãy giờ đánh 2 trận luôn đó. Beggy và Susu Kogon. Kogon là cái ấm này nè, Beggy thì chế nho cũng đó. Cái gì đó chạy chạy đi mua đồ mà được cho tiền đó. Hello nhà lữ hành ở đây chúng
Bạn là một nhà thám hiểm đầy năng lượng. Chấp nhận tôi được giới thiệu cho bản thân, tôi là Lubit, một người cung cấp cho bạn các dịch vụ. Đây là chào mừng đến với Humber Shop của tôi. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy bất cứ điều gì mình thích khi nói đến Gun. Bạn có thể nhận được cái mới, mạnh mẽ hơn, thậm chí nâng cấp những lá bài mình đang có. Tất nhiên là không phải điều miễn phí, tôi chỉ chấp nhận thanh toán bằng Gun Set mà thôi. Nếu bạn đang phân dân, đừng lo lắng, bạn có thể bán chúng tôi những Gun cũ của bạn, nói rằng theo cái giá của thị trường. Quên mất, quả mọng, su su cao gòn của tôi. À, nếu như hồi nãy mình đi qua mình bỏ lại mấy cái đó, thì đến đây con này nó sẽ lụng là nó trả tiền lại cho mình. Rồi, rất không ít phải không? Ba thẻ giáp liên tiếp. Cái này rất là ngon ha. Hai bên đều ngon cả. Lượt thứ 5. Rồi ok, chúng ta đi tiếp. Tôi tưởng là nâng cấp bài nhưng hóa ra nên nâng cấp những cái này cơ mình. Trời 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 trời. Bóng tà. Mới vô đánh hàm hai máu mình nè. Này thì 22. 17. Thì 21 của mình ở đây. 21 với 7 điểm nữa, với 12 điểm nữa là 36. 36 ưu tiên vô nó chết. Chém vô đây, chém vô anh mày cái ơi. Ôi ơi, gãi ai vậy? Cút. Không nhận được cái thẻ quái vật nữa ta. Dấu chấm hỏi thì mình chưa đi bao giờ. Cái tam giác này, cái năng lượng này cũng chưa đi nữa. Nhưng mà đi ở dưới có cái hồng vàng nè. Với ở dưới đây mình được đánh con quái vàng cái nữa. Tôi muốn cái sự khó khăn. Game dễ quá mà chơi làm cái gì. Phải chơi mức khó. Giờ chơi A nào. Đợi du lót nữa rồi. Bảy mươi lăm máu. Ba thôn nó sẽ chạy. Yeah.
đi 20 luôn. Ủa đâu? Rồi. Nhầm điểm. Sao ta? Không. Mặc dù mình chưa có thẻ thần thánh nào cả. Mới vỗ đến 22 đam mà, ngay tuần đầu luôn. Ủa sao cái lá nó có 2 điểm gì ta? Không, bắt buộc phải vô thủ rồi. Đánh đạo quá nghe. Cái gì? Gì là sao? Không có thiệt hại bổ qua áo giáp. Tôi muốn đấm một con này cho nó về sau luôn. Sau rồi dùng cái combo với con này luôn. Trời ơi, gây 4 đam xiên giáp tưởng cái gì. Mũi. Con này con mũi chứ đâu phải là con cù. Không cần. Dù nó khá là ngon đó, nhưng mà không cần. Trình cao gần méo gì giáp. Máu thì luôn luôn phui. Cái gì đây? Màu vuông thì không được. Kama là thôi, Kama mình nhiều lắm. Ưu tú nữa chứ. Cái này là cái gì? 10 đam cho tất cả cái con này luôn. Ôi vãi, 31 đam. Cục. Tập trung bem này. 14 đam xiên giáp thì không thể đỡ được rồi.
Bây giờ đau quá, 16 máu. 14 với 2 là 16 máu. Không sao, anh sẽ chạm chúng mày. Bất tử hả? Mình chưa có lá tôn nữa trời. Đấm cái nhẹ thôi. Hai mốt đam không sao, có sao rồi đó. Một máu, tuần thứ năm mình được hồi máu nữa, cộng 5 máu. Ủa sao không có lá sờ tuôn vậy? Khoảng 30 máu không sao. Đây 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 đây. 21 đam khoảng cách. Chết rồi, lá nó không ngon chứ đó. Mà 21 đam này thì không ngon. Không ngon. Còn ngon lấy nè. Lượt đầu tiên mà thêm một thẻ thì thực sự nó chả có ý nghĩa quái gì cả. Đúng là nông chạy toàn cù với nhện không à. 12 đam thì đấm chón nó cái cũng được. Trời ơi, 23 thủ. Mình có nên gạt nó luôn không? Nãy bị gì xài lá tôn này trời, sai lầm quá. Tám đam đó là không thể phòng thủ được rồi. Chấp nhận mất 8 máu thôi, chả sao cả. Lại bất khả chiến bại nữa thôi.
Ủa, cái bộ phép của mình đâu? Rồi giờ mới gặp bơ phép, nãy tính lộn rồi. Nãy đánh cái nữa, có khi giờ nó không chết. Đầu nào cũng phải mất mười mấy máu nữa. Cái gì đó? Tôi đói. Bạn có sử dụng gốc quân của mình chứ? Nếu muốn thì tôi có thể thoát đưa chúng cho bạn. Tức là nãy giờ mình bỏ cái gì thì nó lấy cái đó cho mình. Rồi, hết tiền rồi, bye bye ông. Bây giờ chỉ có một đường đi thôi, nên không cần phải suy nghĩ. Rồi, mấy con cừu. Cái gì? Ôi, tự nhiên xài cái thẻ đó uổng, tí nữa để đánh con này nó ra là sao? Cái này như cái bài quyền của vậy. Kệ, cho mất hai máu đi. Chả cần. Mình có giáp đâu mà sợ nó lỗi. Tụi con này cút kia sao đi. Trời, 25 thủ của chú cao quá ha. Cái thủ đi. Rồi, gọi cái mà bơ phẹt ra là chết con boss luôn.
Rồi đánh 10 đủ 12 đâm là đánh đi. Rồi đó. Rồi tuần sau thì bye bye cháu nha. Cái này cũng ngon nữa. Ngon hơn cái thẻ vàng đó. Trời ơi. Nhưng mà không lẽ bỏ cái thẻ 18 HP không? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì nữa? Đi trên đi, mình chưa biết cái này là cái gì lần nào luôn á. Game này mới gần đợt đầu mà nó chạy hoài ta. Nhìn cái tượng con rồng nó đúng bựa luôn. Thêm cái giọng cười nữa. Cái hai cái ô là cái gì? Còn sáu cái ô là cái gì? Rút thêm hai lá hả? Còn này thì đảo nguyên bộ bài luôn. Thì lấy cái này mình cần vô anh bài tốt hơn. Cái rút hai đó thì cũng hên xui lắm. Có quà gì cho em không? Mình có lá thần thánh này nên mình sẽ giữ cái đó lại. Công sức mình giữ cái màu vàng đầu tiên tới giờ. Ủa cái này cũng là shop nữa hả? Bắt đầu lượt. Cái này tối đa luôn rồi. Suy nghĩ lại đó. Lấy nằm giáp thì cũng ngon. Nó sẽ giữ máu cho mình rất là tốt. Nhưng mà cộng 5 thì nó chủ động hơn nhiều. Lấy công hay lấy thủ thôi. Hai cái này nó thực ra nó chả khác nhau tí nào cả. Đi đường dưới. Đường dưới mình được đánh con boss vàng 2 lần. Là xong đi. Hai mươi sáu máu.
con này xong thì mình còn lại là hai thẻ 13 đam thì không chết được con này. Giết được con nào hay mát. Thì nó đánh mình vẫn còn lại 4 giáp, cũng sao hết. 12 đam. Con này 13 máu thôi, nên mình có thể giết nó luôn bây giờ. Hoặc là trực tiếp xài cái lá này, giết con làm sao. Vô liếu, vô lão. Tồn tép. Game dễ hay là tôi gồ quá ta. Chơi. 11 đam thì không quan tâm. Nãy cường quá lên là giết nó luôn này, sai lầm quá. Đi mà bút vô cái lá đó, vô cái lá thủ này, bút vô lá còng là nó chết luôn. Thì mình đâu có gồng vòng đủ đâu. Sai, tôi sai. Bút vô lá này tầm 7 quá. Đó, giờ cái lá này nó phí vãi ra. Trời ơi. Xài luôn cho rồi. Cút luôn đi. Thanh tao. Thao tanh. Tao thanh tẩy cho mày luôn. Còn bị trốn tuần sau nữa chứ, đúng tội nhỏ. Sắp trốn chưa? Trời ơi, giờ tới mình nó đâm một cái 30 máu đó. Dạ.
Vớ vẩn. Bốn độc này thì nó rút là 4 3 2 1 là 7 với 9, nhưng mà lá chón của mình thì không có nhiều, mình có 3 lá bút thì tỷ lệ nó lên 2 lá cùng lúc rất là cao. Còn lá chón của mình thì nó tới 3 điểm là khi nào mình nâng cấp được lá chón lên với mua một lá mới đó, thì mới lấy cái này. Và nãy tính sai nước ẩu quá là mất 30 máu, mới chơi lần đầu nên anh em học gạo. Phút ra xong đi, gõ đầu hoàng cái nha, đấm này ra tao luôn rồi. Bắt đầu thấy mùi ton ton rồi đó. Quá to luôn rồi đó, nó quất mình một cái là 38 máu nè, thêm một vàng nữa là mình đi luôn nữa. 38 với 17 là 56, 55. Mình không có lá thủ nào trong tay luôn. Đau quá, quá đau luôn. Sao lâu lâu nó chí mạng là sao ta? Tôi vẫn chưa hiểu cơ chế chí mạng của nó tính sao. Nó đánh một phát nào 30 mấy đam. Mất 5 máu nữa trời, còn 19 máu hả? Tuần sau mình dứt điểm nó là được. Bài phải nâng cấp lên thì mới đi được mấy cái con này, chứ không thôi là không có khả năng chơi nó. Thì có cái campfire trước mặt kìa. Cái này là cái gì?
À, mình mất một máu nhưng mà sẽ giảm được hai cái bài. Ok. Cái tầng một kia thì bây giờ cảm thấy hơi phế rồi, nên bỏ luôn. Chết rồi, cũng có hai mươi mấy máu à. Tôi tưởng là hồi phui máu chứ. Rồi, cạn tình giáo máng rồi đó, có nửa máu đi đánh boss nè. Coi nãy giờ chơi được bao lâu rồi. Chơi được hơn một tiếng rồi. Đánh một cái đợt gank đầu tiên là cái tiếng hồn á. Nhưng mà game này hay chứ. Thẻ bài nó rất đơn giản. Tôi không biết sau này có bộ bài khác hay là có cái gì nữa không. 450 máu. Đợt lên đầu thì chắc là không chơi nổi nữa đâu. Nó chuẩn bị triệu hồi một con gì kìa. Ủa, xài cái lá đó trước. Xài cái lá này trước rồi cái lá nãy sau mới đúng. Chơi ngu quá à. Chơi quá ngu rồi. Bốn hai đam thì ai mà độ được. Con bá tòng quá. Mất 11 máu. Bảy máu. Sao chưa có ulti ta.
Trời ơi, nó bút. Sao mà mình hết cái ống này luôn rồi nè, không thấy được anh đi nữa. À phải chơi đủ 6 thẻ mới gọi được cái anh ti, trời ơi. Không biết cái vụ đó, cứ tưởng đầy cái ống là chơi được à. Thua rồi, đánh không nổi rồi. Bút bất tử hai tuần. Ba nè, bốn nè, năm nè, thiếu một lá rồi, chết tôi rồi. Không đủ 6 lá đi quy ti. Nó chuẩn bị chiêu hồi nữa chứ. Thôi chết tôi rồi, nó còn bút 20 giáp nữa kìa. Ôi giời ơi. Rút ra sao bút 4 đam. Chắc là ưu ti luôn. Lá tôn này mình chưa cần. Vì mình cũng chưa anti được. Nó bút 10 này hơi bị thốn rồi nha. Chuyện cho nó bút cái đã. Bây giờ 3 điểm. Con này đến nam 2 lần là mình hẹo luôn rồi đó. Mình chỉ có 20 thôi nên buộc phải xài lá thủ rồi. Anh đi luôn nè. Tám điểm còn 7 máu, ít nhất là phải 10 thủ. Yeah.
Chín máu. Chưa sao, tuần sau nó vẫn chưa đánh. Nó chuẩn bị bất tử hai tuần nữa. Chọt nó cái đi. Tám thì mình 12 lên, với năm này nữa thì mình cũng thua à. Hết đường cứu rồi. 21 à. Thua rồi. Ủa nãy dùng lá này bút vô lá kia được rồi. À, không bút vô thì vẫn đủ 19 thôi. Méo khác gì luôn á. Thôi, coi như thua đợt này đi. Tao nhường mày đó. Tí nữa về tao nâng cấp bài tao đánh mày. Được 1000 cái anh mát. Mười bảy đam hai cái. Cái bát lá này không có ngon. Chưa lên được cấp 4 nữa. Thức dậy. Ngươi còn rất nhiều điều để hoàn thành. Bán bài anh em ơi. Mười bảy đam. Cái kia 7714. Đúng là cái lá này cao hơn thiệt. Nhưng mà chỉ có thể chơi nó cuối cùng thôi. Kệ, mua được thì mua. Ê, nâng cấp này mới mua chứ. Hai trăm rưỡi mới nâng cấp được. Thì game này chắc tôi cài một thời gian rồi tôi chơi tiếp. Rồi đó. Hôm nay gần ở đây thôi. Thì mới mốt tôi farm bài ra nó mạnh mạnh đây rồi bắt đầu chơi sau. Ok bye bye anh em. Game này rất thú vị, rất đáng chơi nha.